xin chào cả nhà, xin chào các bác các chú đã đến với kênh youtube của em duy đồng hồ. trong video ngày hôm nay thì em duy đồng hồ sẽ nên cho anh em có chú hai mẫu dòng sản phẩm mà đồng hồ bên em có ở trên đây. À, đặc biệt là hai mẫu dòng sản phẩm này thì em nên là một chiếc hàng mới và một chiếc hàng nước anh em nhé. với một cái mức giá cả sẽ thương lượng cho anh em một cái mức giá điều giá ngon nhất à, đối với hai dòng sản phẩm này. anh em và các chú nào mà à, quan tâm đến dòng sản phẩm này ở trong video ngày hôm nay thì à, có thể là liên hệ sớm qua zalo của em duy là 0347 ba bốn hoặc là à, liên hệ trực tiếp qua hotline số máy này luôn hàng thì bên em đối với hai chiếc này thì bên em sẽ có là hai chiếc orange và chiếc seco à đối với hai chiếc này thì hiện tại thì bên em chỉ có một chỉ có một chiếc thôi đó chiếc seco này thì em mới về này còn chiếc oren này thì em còn một chiếc ở trong kho anh em chú nào mà quan tâm đến hai mẫu dòng sản phẩm này à rất dễ lên tai nhé chuẩn form dễ lên tay thì có thể là liên hệ sớm để đặt hàng em sẽ để cho anh em một cái điều giá ngon nhất và bên em sẽ có chính sách đó là bảo hành và hậu mãi 5 năm cho anh em cô chú à, đối với tất cả những cái dòng sản phẩm này thì em sẽ bảo hành 5 năm tức là trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng có vấn đề gì thì bên em sẽ à, hỗ trợ cho anh em 100% chi phí từ năm đầu tiên kể cả do nỗi người dùng và từ năm thứ hai đến năm thứ năm thì sẽ hỗ trợ cho anh em cô chú năm chúng ta 50% chi phí spa làm đẹp đánh bóng cũng như là à, về máy móc của đồng hồ của anh em nhé đó. và bên em thì sẽ có ship code đi toàn quốc tức là anh em nhận hàng kiểm tra đúng mẫu mã sản phẩm thì anh em mới cần thanh toán và đặc biệt là đối với những dòng sản phẩm như thế này khi trước khi anh em đặt hàng thì vui nào đó, vui nào anh em cọc trước tối đa giúp em là 200 nghìn để em gửi hàng đi à, đối với cái dòng của Seiko như thế này thì nó em chỉ có một chiếc thôi nên là về cái số lượng hàng nó không có quá là nhiều mỗi lần về thì em chỉ có một chiếc săn được và mẫu mã thì nó luôn luôn là độc nhất vô nhị cho anh em đeo thì nói chung là rất là trẻ trung và thanh lịch nhá em sẽ mở hộp ra cho anh em xem qua về hai dòng sản phẩm này. À, hai dòng sản phẩm này thì nó đều là hai cái dòng sản phẩm à, đến từ thương hiệu à, mặt trời mọc đó. À, dòng sản phẩm Oren và seiko này thì nó đều là à, từ à, thương hiệu nhật bản anh em nhé, rất đẹp và em sẽ à, review qua cho anh em về hai dòng sản phẩm này để anh em xem qua. Đó. À, đối với cái chiếc đầu tiên thì em có là chiếc seiko, à, chiếc này thì sẽ có mã là srx. Đó, SRX thì đây là cái mã um, thông hành ở bên Nhật Bản. Đó, SRX 065 anh em nhé. Hiện tại thì đây là một phiên bản hàng nước nên là về cái về cái mức tiền thì nó cũng khá là rẻ thôi nói chung là anh em cực kỳ là dễ lên tay. Ở trước này thì mức giá thì sẽ công bố luôn cho anh em mức giá là 13 triệu nhé, 13 triệu và thẻ tác theo kèm thì em có đầy đủ uh, thiết kế mặt men. Đó, vì sao mức giá cao? Bởi vì là vì cái thiết kế của chiếc này thì nó là thiết kế mặt thủ công trắng men. À, rất là cao cấp đến từ Nhật Bản à, do nghệ nhân người Nhật Bản người ta na. Trước này thì sẽ có mã là SARX065 với mức giá là hơn 100.000 yên là 120.000 yên gần 150 nhá. Và trước này thì nó sẽ có mã là S ở à, đây. Xin các bác nó sẽ có một số những cái thông số nhưng mà máy là máy 6R35 nhá. Độ sai số của trước này là, là từ dương 25 đến sắp xỉ trừ 15 giây một ngày. Và chúng ta sẽ có nên có tay này, nên có tự động và sẽ có 70 giờ chỉ có tối đa chúng ta. Rất cao đúng không ạ? bảy mươi giờ thì nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng độ tầm hơn ba ngày chút và chúng ta sẽ có là hai mươi chân kính hai mươi một sáu số số động đó, đó chữ có tối đa bảy mươi giờ và đây là sẽ có một số những thông tin thể tác khác à, cái này hình như là cái tờ giấy mà tên uh, nghệ nhân người nhật bản uh, thiết kế ra cái phần mặt này đó, còn một số những cái thể tác đây đây là cái thể tác uh, mặt men này inamen này đấy tên nghệ nhân người nhật bản đầy đủ hết nhé với mức giá 13 triệu thì chúng ta sẽ có những cái gì Em sẽ nêu ra cho anh em xem qua Một số những cái chi tiết của chiếc này Với mức giá 13 triệu nhé Đây sẽ có sổ của Seiko này Sổ dành cho dòng máy 6R35 Sẽ có một số những cái thông tin Và sẽ có thể bảo hành quốc tế của Seiko như thế này nhé đầu tiên thì chiếc này nó là một chiếc mặt men thì uh, mặt men thì nó là một cái mặt luôn uh, luôn có một cái thiết kế riêng biệt rất đẹp và hài hòa cho chúng ta uh, mặt men thì nó là một cái thiết kế mặt uh, làm hoàn toàn bằng thủ công nên là về cái giá trị sưu tầm của chiếc này thì nó rất là cao nó không như những cái phiên mặt uh, như như những cái mặt bình thường nên là mặt men này khi mà anh em đeo thì nó sẽ mang lại một cái trải nghiệm thứ nhất là mặt đồng hồ nó rất bền nhá mặt đồng hồ cực kỳ bền khi mà anh em đeo thì nó sẽ sẽ chống mốc cho chúng ta, mặt nó sẽ chống mốc chống ố và đặc biệt là nếu như mà không may nó có mốc, nó có ố thì cũng rất là vệ sinh chỉ cần lau qua là chúng ta có thể là vệ sinh qua được rồi. À, tiếp theo là chiếc này thì nó sẽ có một cái thiết kế rất đơn giản, nhẹ nhàng và thanh lịch cho anh em chúng ta. À, với mức giá 13 triệu thì chúng ta có mặt men thì em nghĩ đây là một cái mặt ừ, hết sức là đẹp cho chúng ta rồi với mức với phần size của chiếc này là size 39.8 và độ dày ở đây em có là 13. À, em sẽ nên thử cổ tai 16 nhá. Đây, cổ tai của anh em nếu mà muốn đeo trên chi, chiếc sở hữu chiếc mặt men uh, hiếm này thì có thể là liên hệ sớm để đặt hàng. Uh, nên cổ tai 16 thì rất là trẻ, dễ đeo và thanh lịch. Uh, trước chiếc này thì uh, anh em xe tay khoảng độ tầm chu vi khoảng độ tầm 15.5 thì anh em đeo lên tay chiếc này cũng rất là đẹp rồi. Đó, khoảng độ tầm 15 này anh em cũng có thể đeo đẹp rồi nhá. Mặt trắng men, mặt cha mặt mặt men uh, thủ công rất là đẹp này, kỹ nghệ rất là ok của Nhật Bản nhá. Mức giá 13 triệu cho anh em chiếc này Giao lưu cho anh em luôn Thiết kế kim cọc đen Đó 12 bộ cọc số thì sẽ có thiết kế dạng kẻ vạch Và được thiết kế ở trên phần mặt Và chúng ta sẽ có là kim giờ kim phút Sẽ là bộ kim lá niễu và kim dây thanh mải cho chúng ta Và đầu kim đó, Chúng ta đầu kim uh, giờ thì chúng ta sẽ có là uh, Hình trái tim rất là đẹp nhá Và kim dây trôi rất mượt Đó Kim dây trôi rất là êm cho chúng ta Với 21.600 thì đây là cái tần số dao động có thể nói là rất là vừa và phù hợp cho À, với cái dòng máy 6R này rồi à, cao cấp bền bỉ của nhà Seiko anh em nhé dòng máy 6R thì đây là một cái dòng máy khá là đẹp và dùng rất là bền và sướng tay của nhà Seiko mặt men này sẽ có là kính sapphire cho anh em nhé à, với chiếc này thì chúng ta sẽ có là phủ super clear chống nóa à, thì với chiếc này thì với cái thợ phần mặt này, này À, chống ná thì nó sẽ mang lại cho chúng ta cái phần mặt nó trong hơn và nhìn cảm giác như là cái phần mặt nó sẽ không có cái phần kính nha anh em nhá nhìn rất là trong và đeo lên tay rất là sướng với chiếc này sẽ là kính sapphire cong vòm nhẹ này chúng ta sẽ có một cái viền benzo được thiết kế đánh bóng và phần càng cũng thế cho anh em à, sẽ có núm chỉnh ở các hướng 3 giờ và sẽ có logo của Seiko thiết kế theo cái hình vương miệng đó và sẽ có đầy đủ chức năng cho chúng ta với dòng máy 6R này thì chúng ta sẽ có nên có tay rồi nên có tự động cũng như là dừng kim dây khi chỉnh giờ đầy đủ hết không thiếu bất kỳ một cái chức năng gì Uh, và sẽ có thêm uh, một cái thiết kế mặt đáy hở uh, Mặt đáy hở thì sẽ giúp chúng ta là uh, nhìn được những cái chi tiết cỗ máy ở bên trong xem là nó như thế nào uh, Em cũng rất là thích những cái chi tiết mặt đáy hở như thế này anh em ạ Bởi vì là những cái chi tiết như thế này thì chúng ta sẽ có thể là uh, nhìn vào cái bố vang này, những cái con nan rồi là những cái bánh răng cưa Rất đẹp, chúng ta sẽ có logo Seiko Time Corporation này Cô máy 6R35 với uh, dòng máy này thì chúng ta sẽ có 24 chân kính nha 21 sáu tần số dao động và chỉ có tối đa 70 giờ chúng ta rất là đầu nhá. Đó, chúng ta sẽ có thông số là Sapphire Crystal số seri number của chiếc này. Cùng với đó tân theo công dị 316 cũng máy 6R35 chống từ chống sốc đầy đủ made in Japan Nogoseco và có tới số nước 13 tương đối với 100 mét nước. Đi mưa tắm giặt ở tay bơi nội thoải mái cho anh em nhá. Anh em có chú nào mà uh, uh, thích một cái thiết kế đẹp, cổ điển, trang nhã lịch sự và dễ đeo như thế này, trẻ trung thì có thể liên hệ sớm để đặt hàng. Dây thì sẽ được trang bị thêm một bộ dây uh, da B. Đó, dây da B trơn, màu đen. Đó. mặt trắng và phối với dây da đen thì đây cũng là một cái màu mặt uh, khá là phổ thông và cũng rất là dễ lên tay. Với kim cọc cũng là kim cọc đen. Nói chung là chiếc này thì nó chỉ có hai tông màu là trắng và đen thôi. Nên là rất là dễ lên tay và rất là dễ phối đồ anh em nhé uh, Sẽ có một bộ dây và sẽ có trang bị thêm một bộ khóa bướm chống gập gãy dây, rất là ok với mức giá 13 triệu em công bố lại cho anh em mã là SRX065 anh em chú nào mà quan tâm và tham khảo đến mẫu này thì liên hệ sớm để đặt hàng em chỉ có một chiếc và sẽ giao lưu cho anh em 13 triệu à, vui lòng anh em cọc trước tối đa cho em là 200.000 để em gửi hàng đi đó để để cho nó chắc chắn với cái đơn hàng của em đó chiếc tiếp theo thì em có là một chiếc uh, Orange anh em và các chú nào mà thích một cái thiết kế cũng cổ điển cho nhãn lịch sự à, nhưng mà cái giá tiền nó rẻ hơn thì chúng ta có thể tham khảo qua với cái phiên bản này đó, phiên bản này thì hiện tại thì giá hãng đang niêm yết neo, neo đậu, neo động đâu đó khoảng độ tầm 11 triệu. Còn ngày hôm nay đến với em Duy các bác không cần phải bỏ ra số tiền quá là cao như thế nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng được một cái phiên bản máy Nhật, chuẩn Nhật nội địa anh em nhé. Thì trước này thì em có là chiếc Moon Gen năm mặt trắng hàng mới nội địa Nhật. Uh, Make in Japan chứ không phải là Moment Japan anh em nhé Make in Japan sản xuất ra đa tại Nhật luôn Trước uh, này thì nó sẽ có một cái thiết kế Mang thiên hướng nhỏ gọn hơn so với dòng Gen 3 và Gen 4 À, dành cho anh em chú nào mà cổ tay nhỏ nhưng mà vẫn thích đeo những cái dòng của Zenith Moon chúng ta sẽ có một cái thiết kế trang nhã lịch sự và đặc biệt là trẻ trung thanh lịch dễ đeo à, trước này thì nó sẽ được trang bị mặt một bộ mặt dial màu trắng cho anh em à, với mặt dial này thì nó sẽ có những cái phần trải tia san bớt ở phần mặt trong và sẽ có thiết kế lịch ngày lịch thứ đầy đủ cho chúng ta à, size của em này em sẽ đo qua cho anh em về cái phần size mặt của chiếc này em sẽ đo qua cho anh em xem qua luôn nhé Sai mặt của chiếc này thì nó sẽ rơi ra động đâu đó khoảng độ tầm 42 anh em ạ đây đây nhá cái phần sai đây này anh em nhìn cái cái phần đo điện tử này nó đang bị lỗi anh em nhìn cái phần sai này thì nó rơi vào khoảng độ, tầm hơn 40 một chút còn với cổ tay anh em muốn nên đẹp với chiếc này thì em khuyên thật anh em trong vòng cổ tay đâu đó khoảng độ tầm đây em nên thử cổ tay 16 nhá 15.5 hoặc là 16 thì nên ta chiếc này rất là trẻ rồi Đặc biệt là các bạn trẻ, anh em uh, văn phòng, công sở uh, Thích một cái thiết lễ, cái trang nhã lịch sự Thì có thể là tham khảo qua với cái dòng Sun and Moon Với mức giá chỉ có 5 triệu thôi anh em nhé 5 triệu này anh em có một cái dòng Sun and Moon đeo rất là đẹp rồi Kính là kính sapphire uh, Mã của chiếc này là RN-AK0305S gạch Mặt trắng rất đẹp, kim cọc trắng Được thiết kế bằng thép Và có cái tông màu trắng bạc rất là ok cho chúng ta này biển benzo sẽ có thiết kế đánh bóng và phần càng sẽ có thiết kế là phái xước cho chúng ta mặt của chiếc này thì chúng ta sẽ có là một cái thiết kế ô lịch thứ ở góc hướng 10 giờ và ô định ngày ở góc hướng 3 giờ cho chúng ta nhé sẽ có ô cửa sổ sun moon đây em sẽ chỉnh qua cho anh xem dễ hơn về cái ô lịch này đó đây ờ, với cái ô này thì nó sẽ báo cho chúng ta biết đâu là giờ ngày và đâu là giờ đêm À, chúng ta nếu như mà chúng ta chỉnh đến 12 giờ trưa thì cái phần uh, mặt trời thì nó sẽ hiện lên theo chúng ta và sẽ có chữ sun and moon ở cái phần ô cửa sổ như thế này chúng ta sẽ có là dòng chữ japan và sẽ có nick ngày này logo orange góc hướng 2 giờ với mức giá chỉ có 5 triệu thôi anh em nhé 5 triệu đồng uh, mức giá này thì sẽ bao gồm bảo hành 5 năm cho chúng ta Đó, nhận hàng kiểm tra và mức giá này thì bạn đã bao gồm phí ship rồi nên là anh em cứ yên tâm nhận hàng kiểm tra ưng ý đúng mẫu mã sản phẩm thì anh em mới cần thanh toán nhé À, mặt kính thì sẽ được trang bị một bộ mặt kính sapphire cho chúng ta một cái chất lượng kính rất là bền này trong này mặt kính trong nó không có nó không quá là nóa khi mà chúng ta nhìn à, thiết kế một cái phần núm chỉnh ở góc hướng 3 giờ à, sẽ có logo của Oren như thế này và sẽ có khía cạnh chiếc này thì chúng ta sẽ có là nên có tai này nên có tự động cũng như là giờ kim dây khi chỉnh rời đầy đủ hết À, phần mặt đáy thì sẽ có là mặt đáy hở với cái phần bố vàng của Oren à, sẽ có là cụ máy F6B24 uh, sẽ có là thiên di chu 22 chân kính 21.600 dao động và chữ cốt tối đa là 40 giờ chúng ta sẽ có là Sapphire Crystal này, Epsilon này, mà In Japan, à, cỗ máy này F6B2, Water Cystal chống nước 53 từ đối với 50 mét này, Stainless Steel tách dây không gì theo em nghĩ thì uh, anh em đeo chiếc này nó rất là hợp trong túi tiền nhá, ngon bổ rẻ dễ đeo, mái nhật hàng chuẩn chất lượng cho anh em. Đó, rất là đẹp đúng không ạ? Dây <laughs> thì sẽ được trang bị thêm một bộ dây dây da bò so phân cá sấu của Oren nhá. Và khóa thì chiếc này nó thiên hướng cổ điển nên là khóa thì sẽ có một bộ hoa xiên của Oren như thế này. Sẽ có một cái thể tác automatic uh, made in Japan nhá. Rất là đẹp. dòng này thì nên tay chuẩn form cho anh em dễ đeo. À, đặc biệt là anh em dân văn phòng, công sở muốn đeo một muốn đang tìm một chiếc uh, của Oren thanh lịch lịch sự dễ đeo và trẻ trông khỏe khoắn thì có thể tham khảo qua với cái dòng Oren Sun and Moon Gen 5 này mức giá chỉ có 5 triệu thôi anh em nhé nên tay rất là dễ và chuẩn form luôn anh em ơi chú nào mà có tờ đến dòng sản phẩm này thì nên sớm để đặt hàng à, với mức giá em đã công bố trên video giờ sẽ được bảo hành 5 năm cho chúng ta cảm ơn anh em rất là nhiều xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh em ở những video tiếp theo xin cảm ơn